Khu dân cư thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân và quyết định công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thời gian qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Hạ Đồng đã làm tốt công tác tập hợp, củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Khu dân cư thôn Hạ Đồng hiện có 167 hộ với gần 600 nhân khẩu, trong đó 158 hộ gia đình được công nhận, gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%, trong thôn đã có 22 mô hình phát triển kinh tế. Phong trào khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, nhân dân trong thôn đã đoàn kết tự nguyện đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi ở địa phương với số tiền hàng tỷ đồng. Tại ngày hội, thôn Hạ Đồng đã được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Nhân dịp này, thôn đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cử trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu.